giữa các miền di sản. Và hơn thế nữa là chúng tôi muốn rằng quan họ mãi mãi trường tồn và lan tỏa. Chị mong là đàn ca tài tử sẽ được lan tỏa đến tất cả những khán giả mộ điệu về bộ môn đàn ca tài tử, một cái loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Xin gửi đến những cái làng điệu ca Huế để cho tất cả mọi người đều kết nối và cùng hiểu thêm về đời sống văn hóa cũng như tinh thần của người dân xứ Huế. Hy vọng là khán giả cũng nghĩ là từ đó thì sẽ có phát huy và lan tỏa được những cái giá trị nghệ thuật tốt đẹp đó của cha. Quý vị hãy chú ý đón xem chương trình Liên hoan dân